Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, tất tần tật thông tin về tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và công chúng. Được biết, gia đình tân Hoa hậu hiện đang sống tại thôn Cầu Lộc, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Theo những hình ảnh được Đỗ Thị Hà cập nhật trên trang cá nhân, có thể thấy người đẹp đang sống trong một căn nhà khá khang trang, cửa ra vào được làm bằng gỗ và có khu vườn rộng rãi với các loại cây quý như lan rừng. Ngoài ra, trên mạng xã hội nhiều người cũng cho biết cơ ngơi mà gia đình Đỗ Thị Hà đang sở hữu là căn nhà lớn và rộng nhất trong phạm vi ngôi làng. Tổng diện tích cả khuôn viên khá rộng rãi, từ cổng đi vào có hai bên vườn cùng một chiếc ao lớn. Qua những hình ảnh được lan truyền, netizen đã liên tục cho rằng gia đình của tân hậu ắt hẳn phải thuộc dạng khá giả, chứ không hề nghèo khó như những lời đồn.